Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Thành phố Mida là nơi xuất hiện một nữ chiến binh với khẩu súng khổng lồ trên tay. Caffini, khẩu súng siêu việt của cô là một sản phẩm công nghệ cao đầy uy lực. Khi nghe tin chúa tể Volka sắp hồi sinh, cô muốn gia nhập quân đội của hội đồng phép thuật để đánh bại hắn. Trên đường tới bình nguyên vô tận, cô được người ta kể về một trận chiến hoành tráng với Zephyr và Hayate. Mang trên mình sức mạnh của đội quân tới từ vực hỗn loạn và trách nhiệm bảo vệ Eron, thiếu niên nắm giữ một phần linh hồn của Volka, thứ được dùng để hồi sinh lại chúa tể bóng tối. Những chiến binh ở phe còn lại ngăn cản chuyện đó không thể xảy ra. Joshi, Yena và Murat. Chỉ với những bước tiến đầu tiên nơi chiến trường, Caffini đã biết rằng đây là cơ hội tuyệt vời của tỏa sáng. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.